À, chào mừng anh em quay trở lại với phần tiếp theo này. Thì lần trước mình hoàn thành cái chỗ khu vực xây khai thác mặt hơi nước mát này. Và có một lưu ý là mình nhớ để lại cái cảm biến phải trên 15 độ, tại vì cái máy này nó sẽ làm giảm nhiệt độ nước là 14 độ, 15 10 độ 4 nó còn 1. 1 độ thì nước này nó sẽ không đóng băng. Nếu mình chỉnh thấp quá thì nước này nó sẽ bị đóng băng. Dầu trong này là nhiệt độ ấm và nó sẽ tiếp xúc với cái nước này, nó sẽ làm đóng băng cái nước này. Và đóng băng cái nước này thì nó khí ga trong này nó sẽ bay ra ngoài và làm hỏng cái hệ thống của mình. Thì đó là một trong những cái lưu ý đầu tiên là mình xin nhắc, tại vì lần trước thì mình làm chỗ này nó hơi bị ấm một xí. Sau khi cái mặt này nó hoạt động trong vòng khoảng cỡ 37 giây nữa, ba mấy giây á, rồi để mình cho mấy bác xem luôn. Rồi đây mấy giây nữa nó sẽ bắt đầu phun này. Đó, mặt này nó phun thì ra đây gặp dầu thô mát quá thì nó sẽ phải hóa thành hơi nước và nó sẽ dồn tất cả nước xuống đây, tại vì ở đây chỉ có một cái chỗ này là chỗ mà nó có thể nén được cái nước. Chỗ này là chỗ duy nhất mà nước có thể chảy xuống à. Đó, cái hệ thống này hoạt động đơn giản như vậy thôi. Và sau này chỗ này chắc chắn là sẽ nóng, dầu thô trong này nó sẽ tăng nhiệt độ nhanh lắm, dầu thô và dầu hỏa này, tại vì nếu nói về cái nhiệt chung riêng của nó rất là thấp quá và cái độ dẫn nhiệt cũng thấp, sau này mình có thể bay tới hành tinh nước để mình tìm supercoolant ạ. Sau đó mình sẽ thay vào chỗ này, chứ chỗ này thì thực sự là ngang thua. Đó, như vậy đấy, chỗ này là mặt khai thác chỗ này cũng khá là đơn giản. Và mình xin quay trở lại với hành tinh thứ hai của mình. Thì hiện tại bên này mọi thứ là vẫn đang hoạt động tốt nhé. Cái mặt lưu bên này nó sẽ hoạt động sau phải 3,5 ngày và nó sẽ tiếp tục là vận chuyển lưu huỳnh này về cho mình. Hiện tại mình có 111 tấn đây, thì sau này tha hồ mình nuôi mấy cái con bò này đó, như vậy. Và sau này mình nuôi nhiều thì mình sẽ có đường nhiều, có đường nhiều thì mình sẽ có thể là sản xuất thêm quả grapefruit, quả trùng hạt ngâm đường này. Thức ăn này là được tinh thần vòng 8, tuy không phải là thức ăn tốt nhất trong game nhưng mà nó cũng trung bình trong game đó. Cái mặt này thì nó vẫn đang hoạt động rất là tốt. Hiện tại dầu hỏa mình đã lên tới 40 mấy độ rồi, sau này mình sẽ cố gắng là nấu dầu thô và mình sẽ xây tên lửa để mà có thể đi khai thác mấy hành tinh kia, quả trong một sau năm đấy. Rồi giờ mình sẽ cố gắng kiếm đủ data bank này. Hiện tại là data bank này cũng ít thôi, và cho từ đề nó vào đây nghiên cứu, nó cung cấp một ít data bank là nó có thể nghiên cứu xong tên lửa này. Thì đầu tiên là đầu game này mình sẽ cần một cái tên lửa nhỏ này, và mình sẽ cố gắng là xây một cái hệ thống để mà nấu dầu luôn. Thì có thể là mình sẽ xây bên góc này cho nó đẹp này. Thường thường mình mà nấu dầu á, mình sẽ ưu tiên chọn bên chỗ bên này. Ở đây đã dung nham, đã hoa cương, đã dung nham, đã hoa cương ở đây toàn bộ là 700 tấn ở đây. Thì mình sẽ xây thang ở đây, mình sẽ xây thang quá xây trên này xuống và dọn dẹp cho sạch chỗ này. Đó, như vậy. Và sau đó mình sẽ bắt đầu đào chỗ này ra. Đó, như vậy, xong tên lửa nhỏ rồi. Ở đây mình sẽ lại cho tôi đề là làm thêm một ít nắp thang nữa, để sau này mình cần gì mình cần làm gì thì mình làm. Thì mình chỉ cần rút nhiệt từ bên này quá thôi. Mình xây một tấm tản nhiệt bằng nhựa này nè, thì nó sẽ tự động thành nắp thang. Chỗ này mình sẽ xây thẳng lên cho nhìn cho đó, cho nó đẹp này. Mình có cái bệnh là thích làm thẳng 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 như vậy cho nó đẹp. Đó, nhựa này sau khi xây vào đây nó hấp thụ nhiệt trong này và nó sẽ trở thành nắp thang thôi. Đó, như vậy. Đơn giản. Mình chỉ cần cho tôi để quét. Chỗ này còn 907 đô thôi. Mình xây một lớp gạch này nữa bằng đá granite và mình sẽ phá cho này ra. Đó, như vậy sau này toàn bộ nắp than nó sẽ nằm ở đây mà mình sẽ phá thang này. Sau này chỗ này sẽ là cái chỗ để mà mình xây gạch kim loại, là dùng kim cương này. Kim cương này sau này mình sẽ xây một lớp kim cương như vậy, có thể mình sẽ xây như vậy luôn cho nó dễ. Chỗ này khoan xây đã, chỗ này mình sẽ đào ra. Ở đây mình sẽ đào hai ô. Ở đây mình sẽ dùng đá
đá sa thạch này, tại vì sau này mình phá thì nó sẽ rớt xuống như này và nó sẽ trở thành mắc má luôn. Chứ nếu mình xây bằng đá hắc diện thạch thì nó sẽ rớt xuống và nó sẽ nằm dưới. Cái này thì nó sẽ không thể bị nóng chảy được này. Cái này đá hoa cương này, dọn dẹp. Chắc mình sẽ xây một cái bãi dọn dẹp khác ở đây. Bãi này chỉ để dọn dẹp những cái khoảng trạng thố thôi. Mấy bạn là cẩn thận. Cái này mà chọn sai một cái là xong luôn. Nó đệm đất nó bỏ xuống như này một cái là đặt bẻ chỗ dưới này luôn. Rồi, ở đây mình sẽ tiếp tục là xây gạch thủy tinh xuống như vậy. Rồi, xây như vậy nó truyền nhiệt lên đây. Sau này đây là sẽ cái chỗ để mà mình nấu dầu. Xây được như nào? Được luôn. Rồi mình sẽ xây ô như vậy. Và phá chỗ này ra mà bắt đầu mình xây lên hai ô. Rồi, mình sẽ xây lên như vậy và nó sẽ truyền nhiệt hai ô này nhanh, rất là nhanh. Cái đấy dọn dẹp. Cái này mình sẽ bị nhà chỉ dọn dẹp này. Và để cái đó là khoảng sản thố. Mình sẽ cho dọn dẹp. Cảm thấy nó truyền nhiệt vào là nóng lắm. Ở đây mình có qua gì đấy, lâu rồi mình mở. Hy vọng là được skin nào đó đẹp đẹp. À, được, cái này hình như cũng được một ít đó, một ít sợi mình có thể phân tích ra thành sợi và mình đổi qua cái khác. À, như vậy mình xây này ra. Mình thấy ở đây còn động nước là mình thả từ trên kia xuống. Giờ mình sẽ xây máy bơm và dẫn cái đường nước này về nơi chỗ bên hành tinh của mình, hành tinh bên kia, và mình có thể khai thác được một ít dầu đầu tiên đi. Tại vì hiện tại chỗ này thì cũng đang rặn gọi làm gì. Đó, mình sẽ cho tôi để xây như vậy. Và nước này chắc mình sẽ xây một cái thùng để mà chữa luôn. Được mấy 75 độ, ở đây hiện tại là mấy chục độ thôi. Thì mình có thể xây một cái thùng chữa ở đây. Đây, cái đầu ra của nó sẽ chạy như vậy. Còn đây là đầu vào. Đầu vào thì sẽ chạy vào đây. Chữ thì nó sẽ chạy qua đây. Và ở đây mình sẽ bơm toàn bộ là nước sạch, còn nước bẩn thì bơm sau. Rồi mình sẽ đào ra luôn cho nước sạch nó chạy xuống. Mình vừa mới mở được cái gạch chấm bí này, nhìn cũng khá đẹp. Rồi giờ tôi sẽ tiếp tục xây một cái đường ống như vậy, chạy từ trên này xuống để mà có thể giúp cho tôi để làm việc ở đây nhanh hơn một chút. Hiện tại ở đây là giấy của mình hơi bị quá tải một xí, nhưng mà không biết có được không. Thôi cơ bản chỗ này mình cũng làm gì nhiều, chỗ này xây xong là xong rồi. Rồi như vậy là mình sẽ bắt đầu bơm nước sạch này vào. Thì nó sẽ luôn luôn ưu tiên vào mấy thùng chứa trước, và nếu thiếu thì nó sẽ chạy ra đây. Mình muốn là nước ở đây sẽ luôn luôn được ưu tiên này. Hiện tại mình cũng cắt giấy rồi, mình sẽ không quan trọng. Được, nó sẽ chạy vào chỗ chỗ này và được chuyển qua hành tinh bên kia. Sau khi chuyển qua hành tinh bên kia thì nó sẽ bên này thiếu à. Mình sẽ bắt mấy con này, chỉ có bắt mấy con này thôi. Chuồng này mà thiếu thì nó sẽ tự động bắt mấy con ra cô lông dừa này thả vào đây. Rồi, ở đây nước chạy qua bên hành tinh này thì nó sẽ chạy vào đây. Và lâu cái máy này nhé, nó chạy lâu ấy, thì nó sẽ bị quá áp suất. Đó, như vậy. Như vậy là bắt đầu chỗ này nó sản xuất dầu thô cho mình. Thì mình có thể thấy được cái lượng dầu thô đang dâng lên đấy. Lúc nào đủ 200 kg thì máy bơm này nó sẽ tự động bơm dầu thô này về hành tinh của mình. Và qua bên chỗ chữa này. Đây là như vậy là mình hoàn thành cái chỗ mà để sản xuất dầu tự động, dầu thô tự động. Đây, mình sẽ xây qua bên này. Đơn giản như vậy thôi.
và một chút nữa thì mình sẽ xây cái hoàn thiện cái chỗ để nối vô. Hiện tại mình đã xây để sẵn cái đường dây rồi. Đó, dầu thô nó sẽ chạy từ trên này xuống thì nó sẽ chạy vào chỗ nối dầu của mình. Một chút nữa thì mình sẽ thiết kế lại cái đường để đô. Ở đây mình sẽ quăng cơ bản của mình hết rồi. Hiện tại là mình mới còn 5 tấn, chắc là đủ xây rồi đó. Chỗ này hơi bị nóng à. Mình sẽ cố gắng xây sớm, để hoàn thành sớm để mà có thể cho tụi đề bay. Thì mình sẽ xây tên lửa là động cơ dầu hỏa này. Một cái bình chứa nhiên liệu có chứa. Bình chứa nhiên liệu bay. Đầu mũi tên lửa khoang tàu có rồi. Bình chứa đây. Bình chứa nhiên liệu lỏng có rồi. Như vậy là mình đủ đó. Mình đủ đủ tất cả để mà có thể là xây một cái tên lửa nhỏ để mà bay rồi. Tên lửa nhỏ là mình sẽ bay để mở bản đồ, và thứ hai là để chế tạo nhựa. Đó là hai mục đích đầu tiên. Và phần sau thì mình sẽ bắt đầu tập trung là bay, còn phần này mình sẽ tập trung nấu dầu đó. Đó, như vậy là cái hành tinh bên này. Cái hệ thống tự động của nó thì cung cấp điện cho mình để sản xuất dầu và lưu huỳnh. Như vậy thôi, đơn giản. Rồi giờ mình sẽ tập trung quay lại với cái chỗ để nấu dầu thô luôn. Để mới xây chỗ nấu dầu thô này thì đầu tiên mình sẽ phải cho nó ra, cho nó thẳng thớm, cho đẹp ra nè. Đầu tiên là như vậy. Cái dầu cần phải đẹp hết đó. Mình xây chỗ này, phải cho này ra. Chắc mình xây bằng gạch này luôn cho nó. Chắc mình sẽ xây bằng gạch cách nhiệt luôn. Cho để như vậy hơi khó chịu xí. Rồi, tiếp theo mình sẽ thiết kế luôn cái chỗ để nấu dầu. Thì chỗ nấu dầu thì thiết kế thì cũng một vài cái hệ thống là tự động hóa đơn giản thôi. Ở đây mình sẽ xây lên như vậy này. Thì sau này á, chỗ này sẽ là chỗ truyền nhiệt. Ở đây sẽ là chỗ truyền nhiệt. Thì truyền nhiệt thì nó sẽ cần một cái cửa. Ở đây mình sẽ dùng cửa cửa đồng này. Đồng là nó sẽ nóng chảy. Xây bằng cửa Wolfram hoặc thép, thép cho an toàn. Thực sự thì cái này khó mà lên được cái nhiệt độ nóng chảy của thép lắm. Thép thì nhiệt độ cao, chịu được nhiệt độ cao 2004. Sau này mình sẽ xây lên như vậy này. Nhưng mà trước tiên mình sẽ cần phải xây cái tự động hóa vào trước đó. Sau này á, là mình sẽ xây trên này một lớp gạch cách nhiệt nữa. Đó, như vậy. Ở đây nhưng mà chưa xây đâu, mình xây cái tự động hóa trước. Ở đây mình sẽ phải dùng băng thép này. Cái cửa này dùng để là cửa trung gian để mà chuyển nhiệt. Thì ở đây mình sẽ có một cái cảm biến nhiệt. Đó, cảm biến nhiệt thì ở đây mình sẽ xây bằng đồng được rồi. Chỗ này mình sẽ xây bằng gạch cách nhiệt. Thì mình sẽ xây trên này, chạy xuống như vậy. Sau này dầu thô chạy trên này xuống qua chỗ này, cửa chặn lại. Ở đây có một cái lưu ý là mấy bạn không nên xây trực tiếp vào. Chờ nó họ xây hoàn thành xong là cái này mình sẽ xây cuối cùng. Tại bây giờ nếu xây vào nó sẽ truyền nhiệt lên đây là rất là nóng. Và sau này mình xây hệ thống nó dễ bị hư lắm. Thì cả gì cũng phải xây từ từ thôi. Sau khi xây xong cái cảm biến tự động này thì lúc nào nó cũng tự động mặc định là mở hết á. Mình sẽ xây ở đây một cái cục kim loại này này. Còn chỗ này sẽ là chỗ để truyền nhiệt qua phía bên này của mình. Chỗ này mình sẽ xây một cái tấm tản nhiệt đây. Chỗ này xây một tấm tản nhiệt cho nó truyền nhiệt và cho nó hiệu quả. Như vậy là xong chỗ này. Chỗ này trên này mình sẽ xây gạch cách nhiệt này. Chỗ này sẽ xây gạch cách nhiệt và ở đây sẽ là một cái chỗ để mà chứa dầu hỏa này. Mình sẽ xây chỗ này qua tới đây. Ở đây mình sẽ xây ổ gạch như vậy. Và chỗ này mình sẽ xây một cái ván để mà chạy dầu vào đây. Dầu hỏa mình sau này nó sẽ chạy vào đây. Dầu hỏa chạy vào đây, nó được hút nhiệt bên này qua. Dầu thô nó sẽ hút nhiệt qua thì cái và nó sẽ làm trở thành dầu hỏa và chạy xuống đây và được làm mát tiếp theo.
Thì ở đây mình thường thường giống như mình xây là mình sẽ xây ở đây một cái cổng buffer nữa. Thì sau này xây xong mình sẽ giải thích sau vì sao cần xây cái cổng này. Thì hầu như trong mấy cái mô hình á, thì mình cũng có giải thích rất là rõ về tại vì sao mình xây cái này rồi. Đó, như vậy. Đường ống này mình sẽ xây chú ý một xí là mình sẽ xây bằng chỗ này mình sẽ xây bằng gạch cách nhiệt đi cho nó an toàn, mà công chui đầu vào đây đi sửa mệt lắm. Và dầu hỏa sau khi chạy xuống đây thì mình sẽ xây bằng ống gạch sa thạch là được rồi. Ở khu vực này hơi bị nóng nên mình xây bằng gạch này cho nó an toàn này. Và sau này ở đây mình sẽ dùng ống coban. Coban thì hơi giữ nhiệt tốt quá, mình sẽ xây bằng bằng ống đồng thôi. Một chút nữa mình sẽ xây xuống và mình sẽ giải thích thêm. Rồi, hiện tại là cái cửa này mở rồi thì mình có thể là bịt hai chỗ này lại và từ từ mình sẽ xây xuống và mình sẽ xây chỗ này sau. Đó, gần gấp đó, chỗ này tôi để vẫn có thể chạy lên được này. Mình đừng mới nói mới xây là giỏi luôn á. Rồi sau khi dầu hỏa được đúng thành dầu thô, dầu thô trở thành dầu hỏa ở nhiệt độ là 400 độ thì sau này mình sẽ chỉnh lên khoảng trên lúc nào cái cửa này mình mở và lúc nào sẽ đóng. Thì lúc nào nhiệt độ ở đây mà trên 402 độ thì mình sẽ để lấy nhiệt độ chuẩn là 402 độ, thì cái cửa này nó sẽ phải tự động mở ra để mà ngắt cái truyền nhiệt. Còn thôi dầu thô này mà trở thành dầu hỏa rồi mà nhiệt độ cao quá thì nó có thể trở thành là khí ga chua. Ở đây mình sẽ xây một cục gạch nữa để đảm bảo là chắc là mình sẽ xây một cái cửa này. Tại vì đôi lúc mình sẽ cần cho tụi để chạy qua chỗ về chỗ này thì đôi lúc mình sẽ cần phải chạy. Ê, sao truyền nhiệt quá đấy, giận cá chưa vào đây nhiệt độ 200 mấy rồi à? Chưa sao, chưa 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 sao hết, do cảm biến này nó bảo độc thiệt. Rồi mình xây một cái như vậy là để sau này chỗ này nó sẽ ngăn cản cái lỡ mà suối bị hư thì khí ga chua nó cũng sẽ nằm ở ngay ô này, thì mình vẫn có cách giải quyết cái khí ga chua này. Đó như vậy. Còn nếu mấy bạn muốn biết chi tiết thì mấy bạn nhớ xem vào mô hình của mình đó. Rồi ở đây mình sẽ sau khi dầu thô trở thành dầu hỏa chạy xuống đây thì nó sẽ rớt xuống ô này. Ở đây mình sẽ xây hai ô này. Đó, chỗ này mình sẽ xây hở ra, đừng cho tiếp xúc qua chỗ này. Đó, tiếp theo dầu hỏa nó sẽ chạy xuống đây thì mình sẽ xây hai ô nữa. Cái thang này không phá để cho tụi đi nó có thể chạy xuống này. Rồi mình cứ xây tiếp tục tuần hoàn như vậy thôi. Và tiếp theo dầu hỏa sẽ chạy xuống đây và sau khi chạy xuống đây thì nó sẽ chạy xuống qua bên này. Mình sẽ xây một cái ở chỗ chứa bên chỗ chỗ chứa hai ô vô vô tầng thì toàn bộ dầu hỏa nó sẽ được cái chứa vào đây. Là chỗ này mình sẽ bỏ ra, mình sẽ xây một cái thang vào đây để cho tôi đi nó có thể chạy lên chạy xuống khu vực này. Đó. Và tôi đều có thể xây xong chỗ này. Tới đoạn này á, mấy bạn hầu như mình đều xem video thì hầu như đã biết cách cắt nền chất lỏng hai ô này rồi. Thì mình sẽ dùng cái cách này để mà áp dụng dưới này luôn. Thì mình sẽ xây một cái ô chữ dưới này. Ở đây sẽ là dầu thô, dầu hỏa. Dầu hỏa sau khi được làm mát ra thì mình sẽ xây ở đây hai ô gạch này. Ở dưới này sẽ là một cái sau này mình sẽ xây như vậy này. Đó, còn cái này là nó sẽ nằm ở đây. Thì ở đây sẽ có hai loại chất lỏng, hai loại chất khí và dưới này sẽ là cái chỗ chứa dầu hỏa của mình. Dầu hỏa thì sau này mình sẽ xây như vậy. Không, sau này mình sẽ xây gạch cách nhiệt ở đây, gạch cách nhiệt ở đây. Như vậy thì nó cũng bị lỗi. Nếu mà thực sự đúng á, thì mình sẽ xây như vậy này. Đó, ở đây sẽ, đó, chỗ này sẽ là chỗ chứa dầu hỏa và chỗ này mình sẽ xây gạch cách nhiệt vào như vậy. Thì mình sẽ xây ở đây một cục gạch
Ở đây mình sẽ xây máy bơm bằng thép này, chỗ này để an toàn thì mình vẫn xây bằng máy bơm bằng thép nhá. Đường ống nước ra này, dây điện ra ngoài này, và tiếp theo là mình sẽ chạy cái đường dây. Thì dầu hỏa sau khi dưới trên này chạy xuống thì nó sẽ chạy qua đây đã, ưu tiên chạy qua đây. Đây là cái đường dầu dầu hỏa của mình sẽ cho nó chạy ra hướng bên này. Qua đây. Còn cái này nó sẽ qua một cái bắc cầu. Đó như vậy. Và tiếp theo nó sẽ chạy vào đây. Chạy vào đây để ưu tiên làm mát cái chỗ dầu thô này trước. Thì ở đây có thể mình sẽ xây bằng quặng khác. Tại vì quặng sắt này dẫn nhiệt kém lắm. Mình sẽ xây bằng quặng đồng đấy. Quặng đồng này sẽ dẫn nhiệt tốt hơn. Và mình sẽ xây ở đây bằng ống bằng coban này. Tại vì ở đây mình sẽ cần phải làm mát cái dầu thô này. Luôn luôn phải ưu tiên làm mát cái dầu thô này trước. Đó, chạy vòng 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 như vậy, làm mát cái dầu thô này, à dầu hỏa này. Và sau đó nó sẽ chạy lên đây. Chạy lên đây và bắt đầu tiếp tục làm mát khu vực này. Đó, ở đây mình sẽ xây bằng ống thương, gạch thương á. Đá sa thạch này thì một trong những loại đá mà dẫn nhiệt cũng khá tốt. Đó, chỗ này. Tiếp theo cái này. Tiếp theo ở đây. Đó, như vậy là mình sẽ tốn một ít tài nguyên thôi. Cái này mình sẽ xây bằng đá sa thạch. Đó, như vậy là hoàn chỉnh cái hệ thống của mình. Chỗ này cũng xây cũng đơn giản như vậy thôi mấy bạn ạ. Không có gì cầu kỳ hết á. Và như vậy, và sau này mình sẽ xây hai máy bơm. Chỗ này mình vẫn cho tủ điện nó vào đây được. Ở đây mình sẽ xây hai máy bơm. Để sau này có dầu hỏa rồi mình sẽ xây hai loại chất khí vào đây. Và mình sẽ dùng tự động hóa để mà có thể xả khí ra. Xả khí vào thì mình sẽ xây hai cái van ra đây. Ở đây mình sẽ xây hai công tắc để mà đóng cái van này, và mình sẽ xây đường ống này. Sau này mình cũng cần phải có. Ở đây mình xây bằng đá granite đi, tại vì khu vực này đá granite nhiều lắm. Và mình sẽ bơm hai loại chất khí khác nhau từ trên này xuống. Đó, qua đường ống này, và mình có thể là xả chất khí vào đây để mà làm cái cửa chặn. Ở đây mình sẽ luôn luôn ưu tiên là xây CO2 với clo đi. Ở đây có sẵn đây. Thì mình sẽ xây ở đây một cái máy bơm. Đó, đường ống nữa xem nè. Và nối dây điện vào. Đơn giản lắm. Đó, mà giờ mình sẽ nối cái đường ống này lại, thì toàn bộ chỗ nào cần làm mát thì nó sẽ được xây bằng cái quặng của ban này. Đó, như vậy chỗ này xây vào luôn. Chỗ này là đường ống làm mát, chỗ này là chỗ dầu hỏa của mình đi ra. Mình bấm chữ C cancel và mình hủy chỗ này. Rồi, như vậy là xong hoàn chỉnh cái chỗ này nhá. Và tiếp theo mình sẽ tắt hai van này. Đó, khóa như vậy. Cảm ơn một chút nữa là tình trạng nó bơm đó, nó sẽ bị hư. Sau này mình sẽ phải bơm dầu thô vào trước để mà hiện tại chưa có điện à. Mình đổi điện vào. Và trước tiên mình sẽ đổi dây điện vào này vào luôn để mà có thể. Rồi, ở đây có hai loại chất khí, như vậy là được rồi. Chỗ này mình phá ra này, chỉ cần hai loại chất khí khác nhau như vậy là được rồi. Chỗ này cẩn thận bị lỗi nhé. Ok nó đi. Mình cứ xác định là lúc nào làm xong đã. Đó. Ở đây mình sẽ dùng clo với CO2. Thì ở đây clo trước thì mình sẽ cắt ống này. Cho clo lên trước. Cắt cái này cắn cho chạy lui này. Cắt cái này. Đó. Cho clo vào đây trước. Mình tắt van rồi. Nó sẽ ra ngoài nữa đâu mà lo. Rồi. Như vậy là xong này. Tiếp theo nổi vào. CO2 vào. Cái này mình cũng cắt van rồi, mình sẽ lo về chuyện này. Rồi. Một chút nữa thì mình sẽ như vậy cắt phá luôn, phá đường ống này. Xong rồi, đường ống này coi như là xong. Mình sẽ phá, chứ không để lại làm gì. Rồi, dầu hỏa từ dưới này chạy lên. Rồi, cho tôi để dọn vào đây dọn dẹp lại. Cái này mình sẽ khóa lại này, tôi để mình chạy ngang qua đây một cái là thôi luôn. Heo ăn luôn.
dầu thô từ dưới này chạy lên và được vào được chỗ này để làm nóng. Thêm một chút nữa mình sẽ giải thích sau. Chỗ này mình cắt ống nè để mình hoàn chỉnh cái chỗ này xong nè. Nhỏ dập đi, khóa này lại, cái này khóa luôn, đừng giỡn nhé. Tại vào đây một cái là nạt luôn, cái này tự động được không sao cả. Sau này kiểu gì mình cũng phải xây gạch cách gì chỗ này lại ra. Rồi thì mình sẽ được vào nồi này vào mình giải thích luôn cái cách nấu dầu này. Thì đầu tiên dầu thô này nó sẽ chạy vào đây và mình sẽ phải ngồi đây canh cái cảm biến này này. Rồi ở đây có dầu thô vào rồi thì tức là cảm biến này nó sẽ luôn luôn hoạt động đúng này. Rồi đầu tiên ở đây dầu thô của mình đang nhiệt độ 124 độ C thì mình vẫn cần một lượng nhất định, khoảng ở đây khoảng 100 kg đi. Mình sẽ bắt đầu là cho cảm biến này hoạt động đúng. Hiện tại mình sẽ phải luôn luôn chỉnh hoạt động sai. Ở dưới 400 độ thì sẽ mở ra. Đúng rồi đó. Rồi, ở đây 137 độ rồi. À 137 kg, gần 200 kg. Rồi. Giờ mình sẽ chỉnh lại. Đây là cái hệ thống là cảm biến đúng không nào, đúng chính xác để mà nấu dầu thô. Cái cổng buffer này mình sẽ chỉnh khoảng cỡ 10 đến 15 giây đi. Thì sau khi cái cảm biến này mình giải thích về cái hệ thống, cái cách hệ thống này hoạt động. Thì cảm biến này là nó sẽ điều khiển cửa. Cửa này á, là nó sẽ là cái chất trung gian để dẫn nhiệt từ bên này qua bên này để mà nấu dầu. Cái này cũng là mục đích là để dẫn nhiệt thôi. Thì dầu thô này nó sẽ chuyển thành dầu hỏa ở nhiệt độ là 399,9 độ C. Thì cái lợi ích của việc nấu dầu này á, là nó sẽ giữ được 100% khối lượng của cái dầu thô này. Còn nếu mình xây qua cái máy tinh chế này thì nó chỉ chứa được mình bỏ vào dầu thô 10 kg đây đây, nhưng mà thu được cái dầu hỏa có 5 kg thôi. Còn nấu dầu trực tiếp bằng magma này á thì mình sẽ thu được 100% tài nguyên của mình, tức là nó sẽ không bị gì hết á. Rồi tiếp theo mình sẽ nói về 402 độ này. Tại vì sao 402? Thì một lượng dầu nhất định khối lượng ở đây lớn thì nó sẽ cần một nhiệt độ lớn hơn một chút so với cái thông số mà nhà sản xuất đưa ra. Và như vậy á là mình sẽ chỉnh lên 402 độ. Và lúc nào trên 402 độ thì tức là nóng quá, nhiệt độ này là nó ra dầu hỏa rồi, thì cái cửa này nó sẽ gửi một tín hiệu xanh. Thì tín hiệu xanh á, thì nó sẽ mở cửa này ra và nó sẽ ngắt cái truyền nhiệt từ bên này qua để tránh tình trạng là làm hư chỗ này. Dầu hỏa nó sẽ trở thành khí ga chúa ở nhiệt độ là 540 độ, thì mình muốn chỗ này lên tới 540 độ đó. Chính vì vậy mình sẽ xây một cái buffer này. Thì sau cái cảm biến này nó bảo nhiệt độ ở đây là dưới 402 độ rồi, thì cửa này nó sẽ đóng lại để mà tiếp tục là truyền nhiệt quá. Nhưng mà nếu chỗ này dầu thô nhiều quá, không có truyền nhiệt kịp, thì cái cổng này sau 15 giây thì nó sẽ bảo cái chỗ này tín hiệu bị sai rồi, ở đây chưa đủ nhiệt, thì sẽ phải đóng cái ván này lại để tránh tình trạng là cái dầu thô này tiếp tục bơm vào nhưng mà nhiệt độ ở đây thì lại chưa đủ. Đó, như vậy. Đó, bắt đầu nó truyền nhiệt này. Đó, mấy các bà coi nha. Đó, thì lúc nào ở đây mà chưa đủ 402 độ đúng không? Hiện tại có 91 độ thôi. Và sau 15 giây thì nó sẽ phải đóng cái ván này. Sau 15 giây, đây là cổng buffer, nó sẽ đóng cái ván này lại. Đó, dầu thô hiện tại là không được chạy vào nữa. Lúc nào ở đây mà đủ 402 độ, đó, nó sẽ trở thành dầu hỏa này. Dầu hỏa mới trở thành khí ga chua ở nhiệt độ 538 độ C. Đó, như vậy là nó sẽ tiếp tục mở ra. Đó, 15 giây mà chưa thở thành dầu không đủ nhiệt thì nó sẽ phải đóng cái van này lại, còn đủ thì nó sẽ tiếp tục chảy ra. Và sau khi ở đây đủ cái khối lượng dầu hỏa thì nó sẽ tự động chảy xuống đây. Và sau một thời gian thì chỗ này nó sẽ hoạt động đúng chính xác hơn. Đó, đơn giản vậy thôi. Mô hình này mô hình chuẩn và mô hình này mình thấy có nhiều người xây rồi, nhưng mà mấy bạc mà để có cái ai xây còn buffer ở đây thì chỉ có thể là mô hình này có cái này của mình nghĩ ra thôi. Và đây mình thường thường xây cục gạch này nữa. Sau này dầu hỏa này nó sẽ chạy qua đây đúng không, thì sau này chỗ ở đây á, sẽ có một cái giọt dầu hỏa, luôn luôn sẽ có dầu hỏa khu vực này.
nếu chỗ này mà lỡ tình trạng mà nó bị hoạt động sai thì có sẽ khí ga chua nó sẽ xuất hiện ở đây, và mình chỉ cần xe cục gạch vào đây là nó sẽ bị mất cục khí ga chua thôi. Đây là một cái mèo mèo này mấy bác chỉ có xe nhiều lúc đó mà rút kinh nghiệm được thôi. Đó, hiện tại ở đây là 670 kg rồi, thì sau 1000 kg thì nó sẽ chạy xuống đây, và đó như vậy là chạy đây, thấy chưa, thấy ở đây dầu hỏa ra này, ở chỗ này có suối á, thì nó sẽ bị dầu khí ga chua nằm ở đây. Và cái mấy cái đường ống này nó sẽ giúp dầu dầu hỏa của mình, dầu thô của mình nó sẽ truyền nhiệt ở dưới này lên 76 độ này, lên tới đây là tới 100 mấy độ rồi. Và càng ngày á thì nhiệt độ lên tới đây là sẽ càng cao, là có thể là gần có thể là tới 300 mấy độ, gần 400 độ. Và nó sẽ giúp cái chuyển hóa từ dầu thô sang dầu hỏa này rất là nhanh. Đó như vậy. Và ở đây nó sẽ tiếp tục là chạy dầu hỏa xuống. Đây, sau khi dầu hỏa chạy xuống đây. Đó như vậy, và mình sẽ có thể là bắt đầu là xả chất khí ga ra. Không biết như vậy được chưa biết, để mình lưu game trước. Mấy bạn mà tới những cái bước ngoặt mà cơ bản mà nguy hiểm á, thì mấy bạn chuyển qua chất khí này. Và ở đây mình sẽ, đầu tiên mình sẽ xả cái khí, trong này có CO2. CO2 mình xả đầu tiên này. Đó, như vậy là ở đây có CO2. Mình sẽ... và tiếp tục thì cái van này mình sẽ xả ra là khí clo. Đó, như vậy ở đây sẽ là hai loại chất khí và trở thành một cái mặt nền tự động. Sau này mình sẽ ấn căng đô nữa, mình chỉ cần chạy vào đây phá cái này ra, phá dây tự động này ra, phá cái này ra, là như vậy dọn dẹp là xong. Như vậy thôi, cũng khá đơn giản. Ở chỗ này mình sẽ bịt lại luôn, phá hai đường ống này ra luôn và dọn dẹp. Tiếp theo dọn dẹp, dọn cái này luôn, cái này mình sẽ tắt này, cái này mình sẽ dọn dẹp nữa, chỗ này rất là nguy hiểm, tốt nhất là đừng đụng vào. Ở đây mình sẽ cho tụi đề có thể cho phép sử dụng thủ công và mình cài đặt hai cái này lại, và như vậy là tụi đề nó sẽ bắt đầu là dọn dẹp cái này ra. Chị này dọn dẹp lè nó, chỗ này một chút là nóng lắm. Ở đây hiện tại mình tắt dầu, à không, có. Ở đây mình sẽ chọn lại cho cái này khoảng sản thô luôn. Mình giữ nhầm thì mình tắt cái khoảng sản thô rồi. À có đây, có. Ở đây mình sẽ chọn là cái mấy mức độ 7 đấy, bị mấy ngày này nó cứ bị lỗi ngày này, khó chịu ghế. Tất cả này. Dọn dẹp này. Chỉnh lên 7, mức độ 7 nên nó sẽ tự động giòn đấy. Cái này cũng giòn luôn, khoảng kim loại mức độ 9. Cái này chỉ có 1. Mấy cửa này có gì mà gấp hết. Đó, như vậy là mình sẽ trở thành hoàn thành chỗ nén dầu. Và sau này có bao nhiêu dầu thì nó cứ gửi về bên chỗ hành tinh chính của mình, hành tinh thứ hai. Cái này bị quá áp suất rồi. Thì sau một thời gian thì mình sẽ gửi một thằng nào đó chạy qua bên này, chạy qua xả cái van nó ra, xong là mình về. Thì ở bên này mình sẽ cái chỉnh mức độ chỉnh lên, di chuyển qua này. Rồi nó sẽ chạy xả cái van ra, sau này mình sẽ xây một cái vạt đường như vậy. Rồi sau khi tụi đề nó thả van ra thì sẽ có khí CO2, à khí ga tự nhiên. Sau này đủ ký thì nó sẽ tự động bơm vào cái chỗ chứa này của mình. Hiện tại ở đây mình cũng có là 40 mấy ký thôi hả. Hoạt động tiếp theo 1,1 ngày. Mình tưởng là đủ luôn chứ. Có như vậy được, không sao. Cho Ada này về. Đó, sau mỗi cycle thì sau một thời gian thì cứ... cái đồ bảo hộ đâu, đồ dưỡng khí chuyển qua đây. Mặc vào. Vào đây. Về. Và như vậy thôi, đơn giản.
và sau khi đủ lượng dầu nhất định thì nó sẽ chuyển dầu này về. Đó, máy này sẽ chuyển, đầu này là đầu chuyển về nhà của mình. Và cái đầu ra này nó sẽ chạy thẳng vào cái ổ chỗ chứa, và chỗ chứa nó sẽ ở đây mình sẽ xây một cái bắc cầu nữa, nó sẽ hợp lý hơn. Được, chứ mình xây quá trễ rồi. Được, thôi kỳ như vậy, không sao cả. Đó, như vậy, và có bao nhiêu dầu thì nó sẽ trở thành ở đây. Chỗ này chắc chắn sẽ lên, sau này nó sẽ lên khoảng cỡ 2 đến 300, 200, 200 độ C, cỡ đó. Thì cũng tùy nữa. Và đây là cái mô hình chuẩn nấu dầu mà mình nghĩ ra. Thì đấy không phải là mô hình mình nghĩ ra, nhưng mà đây là những cái cải tiến mà mình có thể nói là mình làm được như vậy. Và sau này anh em thấy hay thì cứ nhớ là để lại bình luận cho mình. Ở đây mình sẽ xây chỗ này phá ra, xây đẹp, xây dọn vào đây luôn cho nó gọn. Rồi như vậy thôi, phần này thì mình sẽ chắc là tạm dừng ở đây. Và phần sau mình sẽ tập trung bay bởi xây đường này. Đường này sẽ là cái đường dầu hỏa của mình bay lên, và mình sẽ cho chạy thẳng lên trên này qua đây đi. Cái này sẽ cho lên đây như vậy, đây đi. Và mình sẽ xây đường ống từ dưới này lên, và mình sẽ bắt đầu chưa ở đây sẽ bằng một cái bắc cầu nữa. Ở đây mình sẽ dùng bắc cầu này đi, tại vì dầu hỏa này nóng, mình mơ mấy cái này nóng, mình sẽ không thích là xây bắc cầu lắm. Tại vì cầu thì nó đôi lúc nó sẽ bị cái bắc cầu này nó dẫn nhiệt rất là tốt. Ở đây nước bẩn này chắc là mình sau này mình sẽ sửa lại, không thể xây như vậy được. Có thể là xây qua đây, xây qua đường này. Đó, như vậy chỗ này mình sẽ xây lại, thay toàn bộ là bằng ống cách nhiệt này. À, như vậy, và cái này sẽ bay lên trên trời, và sau này mình sẽ xây tên lửa khu vực này. Rồi phần sau thì chắc chắn là mình sẽ bay, và mấy bạn là những mấy bạn nào chưa từng xây tên lửa hoặc là chưa từng bay và cũng chưa từng nghiên cứu về cái nghiên cứu data bank này, thì vừa rồi mình có thể mấy bạn hỏi, thì đây là cái lúc mà mấy bạn là có thể bắt đầu xem cái video này của mình. Ở đây nước bẩn nè, khó chịu ghê ta. Cái này mình sẽ xây lại có đây, và sẽ phá cái chỗ này ra. Đường ống này mình sẽ tắt, không cho nó bơm nữa. Đó, và như vậy nó sẽ bơm nước sạch tiếp tục qua bên này. Rồi, phần sau thì mình sẽ bay, và mấy bạn quan tâm tới việc là bay và nghiên cứu data bank thì mấy bạn là đừng quên là theo dõi. Chắc là mình sẽ xây qua tại bên này, khu vực này. Chắc mình phải sẽ phá một cái tên lửa đấy, phá hai cái này. Mình sẽ chuyển đồ qua cái góc bên này để mình xây chỗ tên lửa ở đây cho gần. Chắc là sau này mình sẽ xây một cái tháng và như vậy này. Ở đây mình sẽ xây bằng hắc dương thạch cho nó an toàn. Và sau này tên lửa bay của mình sẽ 37 ô. Tên lửa cao nhất là 37 ô. Chắc là phải xuống đi tới dưới này rồi. Thôi mình sẽ xây thang qua để mà phá chỗ này luôn. À, mình sẽ xây thang như vậy. Và chỗ này mình sẽ xây gạch cách nhiệt vào. À, như vậy. Và chỗ này mình sẽ phá ra. Đó, phần sau thì mình sẽ hoàn thành cái chỗ để mà có thể bay. Và mấy bạn nhớ theo dõi nhé. Chỗ này ngu rồi. Không, vẫn có cách, vẫn có cách. Mình có thể xây cái này cấp tốc. Xui lắm là nó sẽ bị lỗi và bay hơi CO2 này ra ngoài. Thì để mà không có bị lỗi thì mình sẽ phải xây một cái cửa ở đây à. Cái cửa này sẽ nhanh lên, mình sẽ xây cái này sau. Trời ơi, sao mày bị lỗi đấy? Nhanh 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 nhanh, hư liền á. Cái này mở coi,
bữa ra có thể bị lỗi. Cái này khả năng bị lỗi cao lắm nghe. Nếu mà mình xây một cục gạch ở đây, mình mở ra có thể là CO2 nó sẽ bay ra ngoài. Khoan, nếu mà đúng thì mình phải xây một cục gạch ở đây nữa này. Đó, CO2 nó qua bên này lỗi rồi. Trời ơi, sao mình lại quên cái chỗ này ta? Chắc là mình sẽ cố thôi. Có thể là mình sẽ reset lại. Cái này cũng vừa mới xây bao nhiêu circle ta? Cục gạch này 0.4, tức là 1 circle đó, tức là ở circle 275. Thì mình sẽ sửa lại ở 275 đây. Thì mấy bác là nhớ đón xem nhá. Và phần này chắc là mình sẽ tạm dừng ở đây luôn. Và cảm ơn mấy bác đã theo dõi. Thì chỗ này mình sẽ loạt lại một vài circle thôi để mình có thể sửa lại cái chỗ đó. Sao mình ngỡ ngàng mình quên cái đó ta? Thì thực sự đó cũng gọi là một cái lỗi hơi bị ngỡ ngàng. Giờ mình xây như vậy rồi, giờ khó lắm. Khó mà có thể thấy vào đấy lắm. Đúng ra mình xây một cái cửa ở đây này. Mình phá này ra được không? Thôi mình sẽ reset lại thêm một cycle nữa. Lúc mà mình chưa bơm dầu vào á, cũng chưa phá cái này ra, thì lúc đó sẽ chuẩn hơn. Thì phần sau thì mấy bạn sẽ thấy mình thấy đúng ra là mình. Nếu mà đúng ra nhá, mình xin lỗi cho mấy bạn, đúng ra là nó sẽ như vậy này. Chỗ này mình sẽ phải xây một cái cửa như vậy này. Đó chứ không phải là nhà cục gạch đó. Đúng là phải xây cửa như vậy. Thì mấy bạn xem có xem thì nhớ rút kinh nghiệm của mình. Cái này phải xây như vậy nhá. Rồi, xin chào anh em và hẹn gặp lại ở phần sau ạ.